cách nhận biết vợ vừa quan hệ với người khác chuẩn đến 99%. Các bạn thân mến, hiện nay thì không chỉ có đàn ông mới ngoại tình mà cũng có rất là nhiều hiện tượng các chị em phụ nữ đi cặp bồ. Các anh chồng thì có thể biết được vợ mình có bồ hay không thông qua rất là nhiều cách thức và những dấu hiệu. Và một trong những cách thức để nhận biết phụ nữ phản bội đó chính là dựa vào chuyện chăn gối. Vậy thì có cách nào để nhận biết rằng vợ mình đã ngoại tình thông qua chuyện chăn gối hay không? Và đâu là những cách nhận biết vợ đã có những mối quan hệ thân cận với một người đàn ông khác? Và với video ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi chia sẻ những biểu hiện, những dấu hiệu thường gặp và rất là chính xác, và hy vọng rằng nó sẽ giúp cho các anh có thể củng cố thêm những nghi ngờ trong đầu mình. Có rất là nhiều người đàn ông hiện nay, các anh dành hết tình yêu thương cho gia đình, nhưng người vợ thì lại đi ngoại tình. Điều này khiến cho tình cảm vợ chồng rạn nứt, gây ra những tổn thương cho người chồng và các con. Vậy đâu là những dấu hiệu mà có thể tố cáo người vợ vừa mới quan hệ với một người đàn ông khác, chuẩn xác có thể lên đến 99%? Và hy vọng rằng các anh sẽ tìm được câu trả lời của mình ngay sau khi xem hết video ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Những biểu hiện cho thấy vợ có khả năng vừa mới quan hệ với người khác, bằng cách quan sát các thay đổi trong cử chỉ và hành động hàng ngày, thì bạn có thể kết luận liệu có phải người vợ đang giấu giếm gì sau lưng một mối quan hệ mập mờ hay không. Và nếu như cô ấy đã quan hệ với một người đàn ông khác, thì phần lớn ngay sau đó sẽ có dấu hiệu sau đây. Thứ nhất là cơ thể sẽ toát ra một mùi hương đặc biệt rất là quyến rũ, và ngửi thì các bạn thấy đây là một mùi hương thật sự rất là hấp dẫn. Sau khi trải qua một cuộc ân ái mặn nồng thì cơ thể người phụ nữ thường sẽ toát ra một thứ mùi hương rất là đặc trưng và dễ nhận biết. Mùi hương này rất là kích thích sự ham muốn cho phái mạnh. Hãy để ý xem trên cơ thể của vợ bạn có mùi hương gì bất thường hay không. Nét mặt sẽ trở nên hưng phấn và thỏa mãn hơn, bởi vì sau khi được thỏa mãn về nhu cầu tình dục thì cơ thể phụ nữ sẽ tiết ra một thứ hormone làm thư giãn thần kinh và khơi dậy tinh thần thoải mái, vui tươi, yêu đời. Hay là những sự thay đổi bất thường trong dáng đi, bởi vì sau một cuộc mây mưa thì dáng đi hai hàng sẽ là từ dùng để chỉ dáng đi của những người phụ nữ vừa trải qua những giây phút quá là mãnh liệt với người đàn ông khác. Hay là người phụ nữ có thể tìm luôn lý do để từ chối chuyện gần gũi, chuyện ân ái với chồng, cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy khả năng rất cao là vợ bạn vừa mới có mối quan hệ với một người đàn ông khác kẻ già kẻ thịt. Bởi vì người vợ không còn mặn nồng chuyện chăn gối như trước kia nữa, nếu như có cũng chỉ là miễn cưỡng cho xong nghĩa vụ rồi nhanh chóng đi ngủ. Vậy thì đâu là những cách nhận biết vợ đã quan hệ với người khác thông qua chuyện chăn gối về lâu về dài mà các anh có thể nhận biết? Vừa rồi là những dấu hiệu có thể nhận thấy ngay. Còn nếu như để mà trường kỳ kháng chiến và tìm ra được những bí mật mà người vợ đang giấu, thì các bạn cần phải dựa theo những dấu hiệu mà có thể nói là chỉ có những cặp đôi sống chung với nhau thì các anh sẽ dễ dàng nhận ra. Nếu như nghi ngờ vợ ngoại tình qua lại với người khác thì bạn hoàn toàn có thể nhận biết được thông qua chuyện chăn gối của cả hai. Nếu như thực sự người vợ đang cắm sừng bạn thì sẽ có những biểu hiện sau đây. Dấu hiệu đầu tiên chính là tần suất gần gũi và ân ái với chồng giảm một cách rất là rõ rệt. Nếu như người vợ luôn tìm những cách từ chối những yêu cầu quan hệ từ bạn, mặc dù bạn luôn cố gắng và luôn tạo rất là nhiều điều kiện để có thể kích thích, để mơn trớn, để tạo cảm giác ham muốn và khơi dậy ngọn lửa yêu cho cô ấy, thế nhưng cô ấy thì luôn tìm cách xa lánh và việc gần gũi của cả hai vợ chồng ngày càng thưa thớt hơn nữa, thì trước tiên hãy thử trò chuyện với vợ xem cô ấy có đang gặp phải vấn đề gì về sức khỏe hay về tâm lý hay không, hoặc là bệnh lý, hoặc là kể cả là về mặt cảm xúc. Nếu như không phải vì những lý do đó thì rất có thể là cô ấy đang cảm thấy nhàm chán bạn và có thể là đã ngoại tình và có những giây phút ân ái bên người đàn ông khác. Thông thường thì với người đàn ông có thể lên giường với người phụ nữ bất kỳ nào mà họ cảm thấy có tình cảm một chút. Thế nhưng với người phụ nữ thì họ lại có hành động ngược lại, tức là họ chỉ có thể ân ái với người mà họ yêu thương thật lòng thôi. Chính bởi vậy khi mà cô ấy thường xuyên từ chối yêu, từ chối gần gũi với bạn thì hãy cẩn thận, bởi vì rất có thể là nàng đã để ý người đàn ông khác và nàng đã có những sự dâng hiến về thể xác với người đàn ông khác rồi, thế nên không còn những sự mặn nồng và đương nhiên sẽ không còn ham muốn gì với bạn nữa. Dấu hiệu thứ hai sẽ cho thấy một người vợ
cũng có thể là đang tòm tem với một người đàn ông khác. Đó chính là khi mà cô ấy không còn mặn nồng với chuyện chăn gối nữa. Giống như chúng tôi vừa chia sẻ, thì nếu như không phải vì những yếu tố về bệnh lý, về tâm lý mà người phụ nữ từ chối quan hệ với chồng, tần suất gần gũi giảm đi rất nhiều, và nếu như có làm thì cũng chỉ là làm cho xong, làm một cách miễn cưỡng để trả bài, thì cũng là một dấu hiệu ít nhất là cho thấy rằng người phụ nữ này đang rất là chán nản với mối quan hệ. Nếu như người đàn ông luôn dễ dàng lên giường với các chị em, theo bản năng thì phụ nữ họ lại không như vậy. Nếu như người vợ của bạn tỏ ra hững hờ, quan hệ một cách miễn cưỡng, một cách không cảm thấy thoải mái và hài lòng, thì rất có thể là cô ấy đang giấu giếm bạn một mối quan hệ mờ ám nào đó ở sau lưng. Dấu hiệu thứ ba của một người vợ rất có thể là đang tỏm tem bên ngoài mà các bạn có thể nhận biết thông qua chuyện ấy, đó là cô ấy thường tỏ vẻ không hài lòng sau khi kết thúc chuyện yêu với chồng. Trong lúc đang hành xử, mặc dù bạn có thể đôi khi chỉ lỡ tay làm cho cô ấy đau, hoặc là có những hành động không được trơn tru, hay là có những giây phút bị khựng lại một chút đã khiến cho vợ cảm thấy rất là khó chịu, gắt gỏng, hoặc đôi khi là đòi dừng luôn cả cuộc vui. Những cử chỉ mơn trớn, âu yếm trước kia khiến cho cả hai rất là hạnh phúc, thì bây giờ điều đó không còn làm cô ấy thoải mái nữa, luôn cố ý làm tổn thương đến bạn, đôi khi là thể hiện rất là rõ sự không hài lòng, sự trách cứ, sự cáu kỉnh của mình. Thì điều này cho thấy người vợ đã không còn quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của bạn nữa, và rất có thể họ đã có một mối bận tâm khác ở bên ngoài. Vợ luôn đòi hỏi những cảm giác mới lạ, đòi hỏi nhiều hơn từ phía người chồng cũng là một dấu hiệu bất thường. Cũng giống như khi người đàn ông ngoại tình, thì người phụ nữ ngoại tình họ cũng tìm đến một mối quan hệ khác là bởi vì họ muốn có cảm giác mới lạ, muốn tìm một người có thể thỏa mãn những dục vọng cho mình một cách khác đi, tươi mới hơn mà người chồng có thể không đáp ứng được. Chính vì vậy khi quay trở về nhà, cô ấy thường có những biểu hiện và muốn bạn thay đổi các tư thế mới một cách lạ thường hơn khi hai vợ chồng đang ân ái. Có thể là người đàn ông kia đã làm cho cô ấy thỏa mãn và cô ấy rất là muốn đưa những điều đó áp dụng với người chồng của mình. Cô ấy đòi hỏi chồng nhiều hơn, muốn chồng khơi gợi cảm xúc trong mình nhiều hơn. Có nhiều những đòi hỏi đôi khi bạn thấy rất lạ và rất oái oăm, và cũng không biết là cô ấy học được từ đâu. Thì đây cũng là một dấu hỏi rất là lớn cho việc vợ bạn có thực sự là một người phụ nữ chỉ có một mình chồng hay không. Kỹ năng chăn gối sành sỏi hơn rất là nhiều cũng là một điểm lạ mà tôi nghĩ rằng không cần phải nói quá nhiều thì các anh cũng đủ biết được rằng tại sao mà đây lại là một dấu hiệu cho thấy vợ mình có thể sắp sửa phản bội. Nếu như một ngày bạn nhận thấy vợ mình trở nên thuần thục, sành sỏi một cách vượt bậc trong chuyện chăn gối, thì hãy dùng trực quan, trực giác của mình để phát hiện xem có điều gì đã khiến cô ấy có sự tiến bộ nhanh chóng như vậy. Có thể nói rằng kỹ năng phòng the, kỹ năng ân ái hoàn toàn là chúng ta có thể trau dồi, và việc chị em phụ nữ học hỏi để chiều chồng một cách tốt hơn là một chuyện đáng khuyến khích, bằng cách như là đọc sách báo, xem phim ảnh, hoặc là các khóa học kỹ năng về phòng the hiện nay cũng rất là phổ biến. Thế nhưng với kinh nghiệm và giác quan của một người chồng thì tôi tin là bạn có thể phát hiện ra được liệu vợ mình điều đó có bất thường và có tiến bộ một cách quá nhanh hay không. Có khi nào việc biến một cô vợ vụng về ngại ngùng lại trở nên thành thục chuyện chăn gối lại là do bàn tay của một người đàn ông khác hay không, thì cũng là một điều cần các bạn phải xác minh. Và một điểm nho nhỏ cũng là một dấu hiệu cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến tất cả các bạn để nhận biết vợ có người đàn ông khác, vợ có vừa ngoại tình thông qua chuyện ấy hay không. Đó chính là những người phụ nữ mà đã ngoại tình và đã cặp bồ với những người đàn ông khác ấy, đã no sôi chán chè rồi, thì khi quan hệ với chồng rất khó có thể lên đỉnh. Thay vì màn dạo đầu từ 3 đến 5 phút, bạn sẽ phải hùng hục 10 đến 15 phút, thậm chí là bạn còn phải tỉ mỉ và cầu kỳ hơn trước rất nhiều. Thế nhưng vợ không thể nào mà có được những giây phút thăng hoa, hay vợ cũng không thể nào cảm thấy hài lòng và cũng không thể nào lên đỉnh được. Bạn thấy cô ấy khác thường, không còn mùi mẫn và hừng hực, cũng không còn sự nhiệt tình như trước đây nữa. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu như không có yếu tố nào tác động làm cho cô ấy bỗng dưng trở nên mẫn cảm một cách đột xuất như vậy, ví dụ như là công việc, gia đình, sự yêu thương chiều chuộng của chồng vẫn cứ dành cho vợ, cũng không phải đối mặt với một việc gì hay một việc buồn gì của gia đình, hay là một vấn đề gì đó quá to tát mà cô ấy bỗng dưng
lại không thể nào mà có được những giây phút thăng hoa bên chồng. Vậy thì chỉ còn khả năng là cô ấy đang chán bạn và cô ấy chẳng có một chút hứng tình nào cả. Và tệ hại hơn là rất có thể cô ấy đã được một người đàn ông khác khiến cho bản thân cảm thấy thỏa mãn rồi. Thế nên khi gặp chồng không thể nào mà lên được nữa. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng tôi đã chia sẻ với các bạn những dấu hiệu có thể nhận biết một người vợ vừa quan hệ với một người đàn ông khác chuẩn xác rất là cao. Hôn nhân vốn dĩ có bền vững hay không bao giờ cũng cần sự vun đắp rất lớn từ phía cả hai vợ chồng. Việc mất niềm tin vào người bạn đời của mình thực sự sẽ là một vết nứt khó hàn gắn. Và thực sự thì tôi tin rằng không có người chồng nào muốn phải rơi vào cái cảnh nghi ngờ vợ hay là suốt ngày phải dò xét xem vợ mình có đang ngoại tình với người đàn ông khác hay không. Luôn phải nơm nớp một nỗi lo, đó là không biết là tìm cách nhận biết vợ đã qua tay, vợ đã quan hệ với thằng đàn ông khác hay chưa. Nếu gặp phải cảnh này thì rất là mong các anh giữ cho mình một sự bình tĩnh và sáng suốt để giải quyết vấn đề một cách hài hòa nhất, để không làm tổn thương những người xung quanh, những người mà không đáng phải chịu những điều đau đớn từ việc vợ các bạn lại đi ngoại tình và quan hệ với một người đàn ông khác. Và hy vọng rằng câu trả lời mà các bạn nhận được thông qua những dấu hiệu mà chúng tôi chia sẻ và với trực giác và kinh nghiệm của một người đàn ông, thì câu trả lời mà các bạn tìm được khi nghi ngờ vợ mình ngoại tình đều là không có vấn đề gì xảy ra. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc tất cả các bạn sẽ luôn có một đời sống thật viên mãn và hạnh phúc. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian, đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.